Có lẽ tôi cần gặp bác sĩ. Sao? Sao? Vợ tôi là rất hay ngoại tình, nhưng hễ lúc nào tôi định ầm ĩ lên thì cô ta lại nói: anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại nào. Tôi hiểu. What? Nhưng cậu cần tôi giúp gì mới được chứ? Tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khỏe lắm không? Ba già, sáng sớm đi đâu vội thế? Tôi đi chợ. Đi trả nợ. Đấy, thấy chưa? Mụ này á, trông thế thôi chứ cờ bạc đè đốm. Rách rời. Ra rồi mà, hành quan cháu dữ lắm. Trẻ, thích tôi lắm. Trời ơi, nghĩ sao? Nhìn tôi phong độ thế này, đũa móc mà đòi tròi mâm son. Tôi chưa buông xong mà. Đi đâu đây? Bốc phét gì đấy? Hey!